tác phẩm Bánh Chè Lam, tác giả Nhật Mai, giọng đọc Sơn Tùng. Mỗi dịp năm hết lại nao lòng nhớ về những kỷ niệm. Trong kỷ niệm của người dân quê tôi luôn có hơi ấm của bếp lửa, có mùi thơm của lúa nếp, vị cay cay của gừng, của quế, vị ngọt ngào của mật trong món quà quê ngày Tết, bánh chè lam. Cò giò trong chiếc áo ấm, lũ trẻ chúng tôi ngồi xúm quanh bếp lửa xem bà đổ thóc vào rang. Bàn tay bà đều đặn đảo thóc, từng hạt thóc nếp mẩy tròn căng được tích cóp rè rèn từ trong năm, nhảy múa trong chảo như thôi miên chúng tôi. Bà luôn giữ cho ngọn lửa nhỏ chỉ vừa đủ ấm lòng chảo. Với một lần rang, bà chỉ đổ vào một bát thóc thôi, nhẹ nhàng, thong thả. Tính bà tôi vẫn vậy. Bà còn bảo, có làm nhiều thì cũng chỉ rang từng ấy một thôi. Rang nhiều nó sẽ cháy, nở không đều. Với một mẻ rang như thế, khoảng 20 phút sau sẽ nghe những tiếng reo tí tách trong lòng chảo. Chúng tôi căng mắt, nhìn háo hức. Thỉnh thoảng có hạt nào tinh nghịch nhảy ra ngoài là chúng tôi thích lắm, nhặt nhạnh lại rồi chia nhau nhấm nháp. Khi các hạt thóc đã nở đều thành những bông hoa trắng tinh và chút những hạt bỏng ấy ra sàng để mẹ sẩy bỏ mặt chấu, rồi đem nghiền thành bột, dây bột sao cho đến khi đưa cho bà, sờ tay vào thấy mát lịm. Trong khi đó, bà lại tiếp tục rang mẻ khác, cứ thế, đến khi đủ thì thôi. Các anh chị lớn thì giúp bà chuẩn bị các phụ gia, gọt gừng, giã gừng, rang vừng, lạc, giã quế, thảo quả. Những thứ này sẽ tạo nên hương vị đặc trưng mà chỉ riêng chè lam quê tôi mới có. Bố khỏe tay thì giúp bà thái mật. Bà tôi bảo để chè lam ngon thì phải chọn loại mật mía re vàng. Khi nào mẹ mua được khuôn mật mà vạch mũi dao xuống, nổi lên được những hạt đường trắng là bà tôi đã cười bảo năm nay chè lam nhà mình sẽ ngon lắm đây. Có đủ các nguyên liệu rồi, bà bắt đầu bắc bếp. Bà đổ mật vào mạch nha, cùng một chút xíu nước vào xoong rồi đun nhỏ lửa. Đến khi thấy mật đã tan chảy, nhúng đầu đũa vào, kéo ra được sợi mảnh như tơ là được. Nếu đun quá lửa một chút, mật sẽ bị khét, chè lam sẽ bị cứng, còn nếu non lửa thì miếng bánh sẽ nhão, không để được lâu. Được mật rồi, bà cho bột và những thứ đã chuẩn bị sẵn vào xoong trộn đều lên, sau đó đổ ra mặt phẳng, được rải một lớp áo mỏng trắng như mây của bột nếp rang. Chờ bánh chè lam nguội bớt, mẹ cắt thành từng miếng nhỏ cất vào túi ni lông, bỏ thêm một chút bột áo đóng gói lại. Thế là nhà tôi đã có một món để đón Tết rồi. Món bánh này không sợ ôi thiêu, chảy nước, vì thế quê tôi ai cũng làm dư giả để cho trẻ con ăn dần khi ra riêng. Cũng vì đặc điểm này mà từ đầu tháng chạp quê tôi đã có hương vị của Tết. Những nhà có người đi xa thường làm trước để có điều kiện là gửi đi cho con cháu mình đỡ nhớ ngõ Tết quê. Từ chỗ chỉ là món ăn dân dã khi Tết đến, bây giờ quê tôi đã đưa chiếc bánh ấy trở thành món ăn đặc sản, đưa việc làm chè lam thành một nghề phụ của làng. Nguyên liệu cơ bản vẫn thế, nhưng nhiều khâu làm thủ công đã được thay thế bằng máy móc. Phụ gia cũng nêm nếm thêm bớt để có được những loại chè lam khác nhau. Chè lam nủ, chè lam dây, chè lam bưởi, dẫu sao hương vị đặc trưng của chè lam quê tôi vẫn không hề thay đổi. Đủ để ai đã đến chùa Tây Phương mà quên không thưởng thức và mua chè lam về làm quà thì cảm thấy mình có lỗi. Trời rét mà nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ mới thấy hết cái hương vị say mê. Một chút cay cay thơm thơm của gừng, của quế, một chút béo của lạc vừng, vị ngọt của mật, hương lúa nếp, tất cả tụ về nơi đầu lưỡi, hòa quyện làm cho ta có cảm giác như ấm lên giữa cái lạnh của mùa đông. Chè lam quê tôi cũng đã được chuyển đi nhiều nơi, xa quê mà được nhấm nháp miếng bánh của quê nhà, tự dưng lòng trùng xuống. Tôi nhớ bếp lửa hồng, nhớ bàn tay đảo thóc thong thả đều đặn của bà, nhớ những ánh mắt tròn vo, háo hức của lũ trẻ quanh bếp lửa. Nhớ cái làng quê bé nhỏ của tôi nằm dưới chân núi của chùa Tây Phương, của xứ Đoài Mây Trắng.